mừng quý vị khán giả và các em đang đến với chương trình Ước mơ của em do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty MCV đồng sản xuất. Và chị Mai Phương tin rằng đến với chương trình này chắc chắn các em sẽ tìm thấy được rất nhiều điều thú vị. Và ngày hôm nay sẽ là một điều thú vị dành cho các em đây. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng hiệp sĩ lắng nghe ước mơ này nha. Alo, em nghe chị Mai Phương ơi. Xin chào hiệp sĩ. Có nhiệm vụ mới hả chị? Chị nói đi ạ. À, rồi rồi, bây giờ thì Mai Phương sẽ đọc thư liền đây. Bạn Thanh Ngân thắc mắc là không biết máy karaoke chấm điểm như thế nào vì bạn ấy có ước mơ trở thành kỹ sư máy tính trong tương lai. Ngân còn kể rằng vì muốn trở thành kỹ sư máy tính nên những gì liên quan đến máy tính và điện tử bạn đều quan tâm. Và gần đây bạn ấy để ý đến cách chấm điểm của máy karaoke. Ngân kể là những lúc hát rất thoải mái, tự tin và cảm thấy rất hay thì máy lại chấm điểm thấp. Còn những lúc bạn thấy mình hát dở thì máy lại chấm điểm rất cao. Ồ đúng rồi đấy, em cũng có khi vào trường hợp như vậy rồi. Em nghĩ là lần này á, nhiệm vụ không chỉ là để tìm hiểu cho các bé mà em cũng sẽ tìm hiểu riêng cho bản thân em nữa. Em sẽ nhận nhiệm vụ này và bây giờ em sẽ lên đường ngay đây. Ừ, vậy thì hiệp sĩ mau lên đường đi nha. Chào chị Mai Phương nha. Nào, bây giờ thì chúng ta hãy cùng với hiệp sĩ và bé Thanh Ngân tìm hiểu xem cách chấm điểm của máy karaoke là như thế nào nhé. Được rồi đó. Theo đúng địa chỉ Mai Phương cung cấp thì Thủy Trang đã tìm đến nhà của bạn Thanh Ngân. Nhưng mà bên trong thì lại có ba cô bé. Không biết ai là Thanh Ngân đây. Chúng ta hãy thử đứng xem một lúc nhé. Cốc cốc cốc, có ai nhà không? Ai kìa? À, hình như con thấy cô quen quen. Quen không? Quen. À, xin giới thiệu với bọn em. Chị là hiệp sĩ Thùy Trang và chị đến từ chương trình Ước mơ của em. Không biết trong ba bạn nhỏ đây là bạn nào là bạn Thanh Ngân nhỉ? Dạ, em là Thanh Ngân. Vì sao mà là con gái mà em lại thích tìm hiểu về máy tính, máy móc? Dạ, em có ước mơ mai sau là làm kỹ sư máy tính. Mà chị cũng không biết là mình phải bắt đầu từ đâu mà phải làm như thế nào cả. Dạ, bắt đầu là em sẽ chọn một bài hát và hát. Lúc đầu thì em sẽ hát theo chất giọng của em nhưng mà là chất giọng trầm. Thì em sẽ nhờ tới bạn, là bạn của em hình như chất giọng là cao. Rồi sau đó hả, em sẽ coi cái cách chấm điểm như thế nào. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, mẹ cô cùng vỗ về. Ôi nè, mình vừa mới hát xong rồi nhưng mà rất là tiếc là vì máy ở đây thì lại không có chấm điểm được. Hay là mình chỉ giúp em đi, em rất muốn tìm hiểu, bây giờ không có chấm điểm nhận sao. Chị sẽ nhờ chị Mai Phương. Chị Mai Phương sẽ tìm cách cho mình liên lạc với một người nào đó có thể giúp mình ha. À, alo, chị Mai Phương à, bọn em đang gặp một tí trục trặc là như thế này. Đang đến nhà của bác của bạn Ngân để hát, nhưng mà cái máy tính ở đây thì lại không có chấm điểm. Thế là chị có cách nào để giúp em không? Dạ vâng. Dạ. Em cảm ơn chị. Rồi. À, tin mừng như chúng ta là chị Mai Phương đã cho chị một địa chỉ. Và chị nghĩ rằng đến đó thì mình có thể vừa hát này mà vừa có thể tìm hiểu về cái cách chấm điểm của máy qua một người kỹ thuật viên của máy tính. Đố các em biết là mình đang đi đâu đây? Không biết được đúng không? Dạ. Đây là một điều bất ngờ mà chị dành cho các em. Thì dạ, đây sẽ là một cơ hội để cho em được thấy là quy trình sản xuất một cái máy hát karaoke là như thế nào. Dạ. Vào trong nhé. À đây, em chào anh ạ. Đây sẽ là người hướng dẫn chúng ta tham quan ngày hôm nay. Con chào chú. Con chào chú. Không phải chắc phiền anh Tá giúp bọn em đi tham quan một vòng cái quy trình sản xuất của máy karaoke được không ạ? Bây giờ chú sẽ hướng dẫn cho hai cháu vào xem dây chuyền sản xuất của công ty chú nhé. Đây là một cái dây chuyền sản xuất cái đầu đĩa karaoke mà các cháu vẫn hay hát karaoke đó. Thì tất cả những cái linh kiện này sẽ được lắp ráp tại cái dây chuyền này. Các cái máy hệ thống này nó sẽ chạy tự động
để đưa các cái máy này nó đến các cái vị trí của các cô công nhân. Đây, nó đang chạy như thế này để được lắp ráp lại. Đây là những cái dàn cơ mắt đọc. Khi chúng ta bỏ cái đĩa nó vào thì những cái bộ phận này nó sẽ xử lý để nó đọc được cái tất cả những cái đĩa máy mà chúng ta lắp vào trong máy. Đây là một kỹ sư căn chỉnh của bên công ty cho chú đây nè. Đây là một cái cô công nhân nhưng mà bây giờ đã là một cái kỹ sư để có thể căn chỉnh những dàn cơ. Đấy, con có thấy cái đĩa nó quay tiếp mô không? Và khi chúng ta bỏ cái đĩa vào nó sẽ quay, nó sẽ đọc tất cả những cái dữ liệu trên cái màn hình chúng ta. Dạ chú ơi, con thắc mắc là giống như là cái bộ phận nào là để quyết định cái cách chấm điểm đó chú? À, trên một cái máy như thế này thì cách chấm điểm nó liên quan đến cả một hệ thống bo mạch và cả cái hệ thống kết nối dây. Tức là ở đây chúng ta kết nối từ cái đầu máy này bao gồm tất cả hệ thống bo mạch đã được lập trình một cái chương trình chấm điểm trên tất cả hệ thống bo mạch này. Và khi chúng ta đưa qua cái hệ thống nối dây từ đây vào trong cái hệ thống âm ly thì chúng ta đã có một hệ thống liên hoàn để kết nối để tạo thành một cái hệ thống mà cách chấm điểm thế nào cho chúng ta khi chúng ta hát chúng ta thực hiện được cái điều đó. Dạ con hiểu rồi, cảm ơn chú. Sau khi cô kỹ sư kia đã cân chỉnh thì qua đây sẽ lắp lại chính thức, chỉnh lại toàn bộ dây nhợ để nội cái dàn cơ này được lắp ráp lại cố định một cách chính thức rồi đó. Đây nè, mấy cháu thấy có đơn giản không? Dạ cũng như là rất là khó khăn, như mấy cô chú này chắc là cực khổ lắm mà mới làm được nên cái sản phẩm. Mình nhìn qua cái quy trình đó thì nhìn rất là đơn giản nhưng mà để ý kỹ chút xíu thì có rất nhiều những chi tiết nhỏ. Mà sau này nếu như mà em muốn làm kỹ sư điện tử hay là về máy móc thì em còn có ý định hay không? Dạ em vẫn nuôi ý định đó. Vẫn còn đúng không? Dạ. À chú ơi, con xin cảm ơn chú đã cho con coi cái dây chuyền sản xuất như thế nào và con rất là bất ngờ và con và chú cũng bỏ thời gian ra đã giảng cho con hiểu. Con cảm ơn chú. Sau khi đi một vòng thì có lẽ các cháu cũng chưa mường tượng hết được cái khả năng hoạt động của cái máy DVD chấm điểm như thế nào. Chú sẽ mời các cháu đến tại showroom của công ty để các cháu có thể cất lời ca, tiếng hát, có thể xem thử cái cách hoạt động của máy lúc đó nó sẽ như thế nào nhé. Mời các cháu. Rồi, chào mời các đoàn nhé. Rồi, vâng, chào hai cháu. À, chúng ta đến với công ty Tiến Đà rồi, mình vào trong tìm hiểu nhé. Dạ. À, chào anh, em xin tự giới thiệu là em là Thùy Trang và em đến từ chương trình Ước Mơ Của Em. Hôm nay em đến đây để gặp anh, mong anh giúp đỡ cho bọn em thực hiện chương trình. Đây là bạn Thanh Ngân. Con có một ước mơ mai sau làm kỹ sư máy tính. Nhưng mà bây giờ thì con rất là thắc mắc là cái cách chấm điểm của máy karaoke. Con khá thử nha. Dạ. Tuyệt em thì con rầu. Bạn Ngân của chúng ta đã vừa hát bài Em Đi Chơi Thuyền, chị thấy là hát rất là hay đúng không? Được 93 điểm cơ mà. Dạ. Nhưng mà bây giờ thử để xem bạn Quỳnh sẽ hát cũng cái bài Em Đi Chơi Thuyền, xem bạn Quỳnh được bao nhiêu điểm nhá. Bọn em có thắc mắc gì không nào? Dạ con thấy là chấm điểm, cái cách chấm điểm của nó là đôi khi là con muốn hát mà con rất là hát hay mà con cảm thấy là con tự tin, con hát đúng thanh sắc luôn, đúng như mà chú nói, nhưng tại sao điểm lại nó lại thấp? Trong những chấm điểm nó có một trường hợp như thế này, nhiều khi con lựa bài đó nhạc nó dài, con còn nhớ khoảng thời gian nha, thì tín hiệu đẩy dài sẽ tăng cái tín hiệu chấm điểm lên. Hoặc bài đó được phối âm vô, tiếng nhạc nó mạnh, nó nền, nó đầy thì nó góp một phần trong điểm cao lên nữa. Con lưu ý cái đó. Vì máy nó không hiểu được giọng hay dở, nó chỉ chấm theo tín hiệu giọng micro của bé hoặc của Trang vô thôi. Thành ra nó được chấm theo ngẫu nhiên, có nghĩa là nó được lập trình ngẫu nhiên, đôi lúc cao và đôi lúc thấp. Thì đó là cái khiếm khuyết còn lại của điện tử khi mà chấm ca nhạc. Em có gì thắc mắc để muốn hỏi anh đây không? Dạ, con có thắc mắc là có cái loại máy karaoke ở nhà bác con thì nó có cái
cái đường chạy mà lên xuống thì con có dựa vô cái đường đó mà con hát, có vậy phải đúng không? À, đường lên xuống trong thanh nó chỉ là việc cái hiển thị cái âm sắc lúc trầm lúc bổng của con thôi. Máy móc hiện tại thì chưa thể nào biết được giọng hay và dở. Thành ra vấn đề đó người ta lại trao cho những nhà chuyên môn có lĩnh vực âm nhạc, nghe thẩm âm để rồi nhận định, đánh giá cho mình biết là giọng mình hay, dở. Sau khi nghe những lời giải thích của chú đây rồi, em còn muốn trở thành kỹ sư về máy tính nữa không? Tại vì chị thấy là nó rất là phức tạp, rất là khó. Và đặc biệt là con gái nữa thì nó lại rất là khô khan. Dạ, cái công việc này á, tuy nó phức tạp nhưng mà nó rất là thú vị. Nó làm cho mình như là em muốn có lớn lên á, em sẽ làm như là chế tạo nhiều cái máy móc mà hiện đại hơn và hay hơn. Và lúc đó phức tạp thì em sẽ cố gắng hết sức. Với cái máy chấm điểm là thật trung thực nha cô. Dạ. Wow, phải nói là cảm ơn Thanh Ngân. Bởi vì nhờ bé Thanh Ngân mà ngày hôm nay chị Mai Phương đã hiểu rõ hơn cách chấm điểm của máy karaoke là như thế nào. Và chắc chắn sau ngày hôm nay thì Mai Phương sẽ phải rủ một số người bạn của mình đi hát karaoke và thử xem nó có chính xác hay không. Và rất tiếc là bây giờ thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Phương phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán giả và các em thôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chắp cây ngước mắt tuổi thơ, để ngày